Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 trên dải hội tụ nhiệt đới, hoạt động giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 50-60%. Từ đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Tại Trung Bộ, các ngày 23 và ngày 24 tháng 9 ít mưa. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa dông. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông. Còn tại Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to trong các ngày 23 và ngày 24 tháng 9. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Sau đó từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, mưa giảm so với ngày 25 đến ngày 27 tháng 9.